Nếu như bạn không có lòng tự tôn dân tộc thì bạn ở bất kỳ nơi đâu thì cái kinh tế của bạn, cái sự nghiệp của bạn cũng không bao giờ được trân trọng cả. Những ngày qua thì Nhiên thấy trong cái Facebook của bố Cầm Nguyễn có share một cái clip về nhân vật. Nhân vật này thì Nhiên đã nhìn thấy nhân vật này cách đây cũng 2 năm về trước, vào năm 2018, trong trong cái sự kiện là về luật đặc khu đó. Và luật đặc khu thì Dư Leo là một nhân vật cũng đã từng ra những cái clip và nói những câu nói rất là ảnh hưởng xấu tới xã hội của mình. Thì nhân vật này á, đối với An Nhiên là những người mà bất mãn xã hội và là những cái thành phần gọi là đang làm cách mạng màu, những thành phần mà trá hình nhận tiền của hải ngoại để mà lên những cái clip nói xấu về quê hương đất nước mình. Dạ Nhiên mến chào anh Bằng Nguyễn cùng tất cả các anh chị em mới vào lại nha. Thì Nhiên thấy bố Cầm Nguyễn có share một đoạn, một cái clip về nhân vật Dưa Leo nói về lũ lụt miền Trung của mình và nói sai, và đưa dư luận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của chính quyền, trong khi những hình ảnh các anh bộ đội, các anh chiến sĩ và chính phủ của chúng ta ra sức ra tâm, họ đến để mà cứu đồng bào trong cơn lũ lụt. Họ là những chiến sĩ trầm lặng và những và đã hy sinh tổng cộng mấy chục chiến sĩ khác trong cái công tác đi đến để kịp cứu trợ đồng bào, nhưng chẳng may thì những cái thương tâm của thiên tai đã làm cho các chiến sĩ hy sinh và chúng ta đã mất mát đi rất là nhiều người có tâm với đất nước. Thì nếu như chúng nó là những người, chúng nó vỗ ngực xưng tên là chúng nó muốn bảo vệ quê hương đất nước mình, thì tại sao chúng ta chưa từng thấy họ có những lời nói tốt cho đất nước mình, cho đồng bào mình trong lúc này? Và việc làm của họ cũng chả có thiết thực, họ không có tham gia vào công tác thiện nguyện để mà đem đến cho những người dân miền Trung mình một cái sự ấm no, ấm áp tình người. Vì vậy cho nên là những cái nhân vật dân chủ cội này nó luôn len lỏi và nó lợi dụng là nó có một cái những cái tiếng nói trong cộng đồng mạng, nhưng nó núp bóng. Thì Nhiên Nhiên coi trong cái clip của bố Cầm Nguyễn và Nhiên Nhiên mới vào trong cái trang page của nhân vật Dưa Leo này, thì Nhiên thấy đúng là cái cậu này cậu rất là nhiều cái clip nói sai về quê hương, về luật đặc khu cũng có, về về những cái bất cập xã hội của Việt Nam mình cũng có. Trong khi cậu cậu Dưa Leo này, cậu ta đã từng tham gia vào Việt Nam Talk Gala, vào cái chương trình gì đó các anh chị như quên rồi đó, nhưng mà chẳng may vào vòng 2 thì cậu này cậu đã bị rớt, tại vì đem đến những cái clip mà không thể nào gây cho những danh hài cái tiếng cười được. Thì có thể là sau sau khi đã bị rớt cái cuộc thi đó thì cậu đã có những cái sự bất mãn, cho nên làm những cái clip nói sai về luật đặc khu, nói sai về xã hội Việt Nam, nói sai về đất nước mình rất là nhiều. Và hiện nay thì lại nói sai về lũ lụt, đổ lỗi do đảng và còn dạy 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 chính phủ mình cái cách để mà chống lũ, chống chống hạn cho dân. Lũ lụt làm thiên tai do trời do đất đưa ra, do thiên nhiên đưa ra, không có đảng hay là không có bất kỳ một thần thánh nào, một 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 kỳ tích nào có thể ngăn cản được. Mưa thuận bão hòa, gió rồi đó là những cái mà thiên nhiên đem đến cho chúng ta thấy, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta ngăn cản được, không phải lỗi của người này cũng không phải lỗi của người khác.
Dạ chị, khi nào chị có thể lên được thì em mời chị lên ha. Rồi chị nấu cơm đi nha, chứ không thôi bị khét khét cá, khét đồ ăn nữa đó. Cơm khê thì ăn không được nữa chị. Thì với cái nhân vật dưa leo này thì thật sự thì Nhiên á, Nhiên cũng không có muốn nói nhiều, tại vì Nhiên thấy nhân vật này cũng đã từng có những cái clip rất là nhiều mang tính chất phản động, rất là nguy hiểm, đưa dư luận vào và kéo một lượng fan trẩu, những người mà thiếu sự hiểu biết nghe rồi nó lại lèo lái. Và Nhiên thì đã từng có nghĩ thoáng qua, tại vì trong những thành phần dân chủ cội như và những kẻ phản động giống như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đoan Trang, hay là con Huỳnh Thục Phi, hay là những cái nhân vật khác như Điếu Cày rồi bà Bùi Kim Thành ngày xưa á, thì những nhân vật này trước đây có những cái nhận tiền của Việt Tân, của những nhóm phe nhóm phản động bên hải ngoại quá là giống như là quá là công khai và dễ cho an ninh mạng mình nhìn thấy. Nhưng với những một số thành phần dân chủ cội hiện tại bây giờ, nó nhận tiền mà một cách khôn khéo hơn, như ví dụ như nó không có nhận tiền bằng cách giống như là công khai, giống như những người trước gửi tiền về thì sẽ bị phát hiện ra, nhưng mà nó sẽ có hình thức che đậy, như ví dụ là các bạn hãy donate, các bạn hãy ủng hộ mình, giảm chào chị Hà My đó, giống như là nó làm những cái kênh YouTube hoặc là trên trang pay chưa của nó đi, nó live stream đi, thì nó chỉ có những cái câu các bạn các anh chị có thích mình thì donate vào cái tài khoản như thế này, ABC gì đó. Thì cái hình thức này là hình thức trá hình, để chi, để mà khi mà tụi nó nhận tiền của dân chủ cội, của tụi phản động kích động nó, thì an ninh mạng không thể nào chụp, không thể nào mà ghép tội nó vào là nhận tiền từ nguồn của nước ngoài được. Nó sẽ chối, nó sẽ nói đây là cái những người người ta muốn làm từ thiện cho nó mà thôi. Thì thực ra đây cũng là một trong những cái cách mạng màu của tụi nó trá hình để mà tụi nó liên lạc bên trong. Bất kỳ cái hình thái nào chúng ta cũng có thể không thể bỏ sót qua những chi tiết đó được. Thì Nhiên chỉ nhìn thấy, Nhiên coi lại những cái clip cách đây 2 năm 3 năm của những nhân vật này, như trong cái thời điểm mà chúng nó kích động để biểu tình, thì chúng nó cũng đã từng lượm một cái vụ án của vào năm 2014, một người phụ nữ vì nợ nần nhiều quá cho nên bà ta không có khả năng trả nợ nổi, và bà ta đã ra tới ngay Dinh Độc Lập và bà ta tự thiêu ngay đó, bà ta chết để mà xóa đi những cái nợ của trần gian đó. Nhưng mà tụi nó lượm cái clip, cái bài báo đó tụi nó đưa vào trong cái luật đặc khu, trong cái thời gian mà luật đặc khu đó, nó nói là người đàn bà này không có chấp nhận luật đặc khu gì đó cho nên là tự thiêu để mà cảnh báo mọi người. Thì các anh chị thấy cái này cái sự xuyên tạc. Và hiện tại bây giờ chúng nó cũng đem những cái clip của mùa lũ những năm về trước và tụi nó đưa lên trên mạng, tụi nó photoshop, tụi nó làm đủ thứ, và tụi nó nói là chính quyền không có giúp dân, hay là chính quyền không có ra tay để mà cứu trợ như thế nào đó. Những năm về trước, cách đây 5, 10 năm về trước thì đất nước mình chưa có phát triển nhiều lắm, thì lúc đó cũng còn khó khăn. Nhưng chính quyền á, giúp dân bằng cách nào? Bằng cách sửa lại đường xá, bằng cách sửa lại cầu gãy, bằng cách ngăn chặn những cái sửa sang lại tất cả mọi thứ để mà cho dân có cái con đường thuận tiện làm ăn hơn. Cái đó không phải là giúp dân sao các anh chị? Cái đó không phải giúp dân hay sao? Mà chúng nó không bao giờ nhìn thấy những cái điểm đó. Và còn một điểm nữa, chúng nó đưa dư luận, chúng nó nói là chính quyền ăn chặn tiền của dân, ăn chặn quà từ thiện của dân này nọ khác kia.
Nhưng mà tụi nó làm sao biết được? Có những người dân họ được nhận quà từ thiện 5 phần, 10 phần. Nhưng có những người dân họ ở trong những cái căn hẻm rất là sâu và họ không thể nào ra ngoài để mà nhận được những cái phần quà đó. Cho nên khi mà hội phụ nữ hoặc là phố hoặc là phường nhìn thấy được những cái điều đó thì họ muốn gom lại và chia sẻ ra đồng đều cho người dân. Người nhận được 5 phần thì phải chia sẻ lại cho người không nhận được phần nào, 2 phần, 1 phần. Thì cái đó là cái sự chia đều. Thì chính quyền họ xử lý cái tình cảnh đó để mà đem đến cái sự công bằng, cân bằng cho xã hội. Chứ không phải là họ dùng cái đó để mà họ bỏ vào túi của họ, họ sử dụng. Cho nên là chính bản thân của tụi nó cũng phải biết chứ. Một người sống ở nước ngoài như Nhiên mà Nhiên còn nhìn nhận ra những cái điều đó, thì những kẻ sống trong nước và những kẻ giống như họ làm sao mà không biết được. Nhưng mà tụi nó muốn xuyên tạc, tụi nó muốn xuyên tạc mọi thứ. Rồi tụi nó làm những cái hành động như tụi nó dàn dựng cảnh. Ví dụ như chúng ta chỉ thấy, đồng ý là chúng ta thấy có những cái hình ảnh người dân bỏ đồ ăn ở ngoài, nhưng hình ảnh đó chỉ là một số nhỏ thôi. Và chúng ta không nên bỏ qua cái chi tiết là những kẻ dân chủ cội và những kẻ chống phá đất nước mình, nó cũng dàn dựng, nó cũng mua những cái đồ vật đó và nó cũng vứt vãi ra ngoài đường và nó chụp hình để nó quăng lên. Cũng giống như xưa kia con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã từng mua cá ngoài chợ rồi làm cho cá chết và quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài rồi nó chụp những cái tấm hình đó để mà nó đưa dư luận, làm cho thế giới nhìn vào để mà làm xấu đi cái hình ảnh Việt Nam mình. Nhưng chào lại anh luật sư Trịnh Kiên và chào lại tất cả các anh chị em nha, và chào anh Việt Nam. Cho đến hiện tại bây giờ cả đất nước mình 63 tỉnh thành chúng ta đều có những cái tinh thần tương thân tương ái. Một tỉnh thành thì có đến cả 100 đoàn thiện nguyện đến miền Trung để mà cứu trợ khúc ruột miền Trung của mình. Vậy thì chúng nó nhìn thấy dân miền Trung mình bị lũ lụt thiên tai mà nó không cảm thấy thương xót, mà nó còn thốt lên một lời, nó thốt lên một câu như vậy: tụi tao chỉ quan tâm tới lực bầu cử của Mỹ, chứ dân miền Trung có chết thì cũng chả ra gì. Các anh chị coi ở ngoài đấu trường tụi nó thốt ra một câu nói đó, trong khi nó là người Việt. Nó là người Việt, nó sống tại đất nước Việt Nam mình, mà nó buông ra một câu nói vô cảm, một câu nói khốn nạn, mà một câu nói không phải là một con người. Một câu nói của những kẻ gọi là phải nói là thành phần mà những con mà đi bốn chân đó các anh chị. Những con mà đi bốn chân đó gọi là súc sanh luôn chứ không phải là bình thường nữa. Mới thốt ra một câu nói vô cảm như vậy. Tôi không hiểu các vị dân chủ cội và các vị muốn chống phá đất nước Việt Nam mình, các vị có phải là con người hay không? Chứ đối với tôi á, tôi thấy những câu nói của các vị như vậy, các người vị không xứng đáng, không xứng đáng là một kiếp người. Thiên tai là do trời, do thiên nhiên, chính quyền không thể nào can thiệp được. Ở bên Mỹ, Florida cũng bị lũ lụt cuốn trôi nhà, Houston cũng bị, rồi Oklahoma thì bị tornado là cái cơn lốc xoáy đó. Hàng năm đều bị hai ba đợt như vậy. Ở những tiểu bang lạnh quá, tuyết rơi nửa tháng trời, có những người chết trong lạnh. Đó là cũng là thiên tai. Vậy thì có thể đổ lỗi do chính quyền được hay không? Các anh chị giải thích giùm tôi coi. Tuyết rơi là do chính quyền có ngăn cản được tuyết rơi hay không? Đúng không các anh chị? Chính phủ không thể ngăn cản được tuyết rơi, chính phủ cũng không ngăn cản được tornado, chính phủ lại càng không ngăn cản được những cơn mưa để mà ngập nhà người dân được.
Ở Việt Nam khi chúng ta xảy ra những cái thiên tai như miền Trung xảy ra lũ lụt hoặc là miền Tây lũ lụt đi, thì đồng bào mình luôn luôn hướng về miền Trung, hướng về miền Tây, và chúng ta cùng nhau chia sẻ những bữa cơm, những gói bánh tét, những bao gạo mì gói cho người dân mình để mà cùng nhau vượt qua. Và có những người người ta không màng tới cái mạng, cái tánh mạng của họ, họ vượt theo cơn lũ để họ cứu những em bé, những người già, những người khuyết tật. Đó là tình người đó. Đó là tình người của người Việt Nam mình, bao la rộng lớn, và họ không bao giờ họ nghĩ tới cái lợi ích cho bản thân của họ trong những cái lúc mà gọi là tang thương như vậy. Còn đối với người Mỹ, các anh chị nhìn vào những năm mỗi năm ở nước Mỹ khi xảy ra những cái cơn bão ngập ở Florida và ở Houston, tôi chưa từng thấy có những đoàn thiện nguyện nào ở Mỹ mà làm giống như ở Việt Nam cả. Tôi chưa từng thấy những cái đoàn làm đi xe từng, có như là từng đoàn từng đoàn từng đoàn, một tỉnh thành có tới cả trăm đoàn như vậy đến để mà cứu trợ người dân. Tôi chưa từng thấy cái điều đó. Nhưng đối với đất nước Việt Nam, một đất nước nhỏ bé, một đất nước nghèo nàn đó, nhưng mà họ có thể chia ngọt sẻ bùi. Khi xảy ra lũ lụt, nhà của bạn bị ngập, bạn có thể quay nhà hàng xóm vẫn cho bạn trú ngụ 1 tuần lễ 10 ngày, ăn cơm miễn phí và có chăn êm nệm ấm cho bạn. Nhưng đối với ở bên Mỹ thì khi xảy ra những cái vấn đề thiên tai đó sẽ không được những cái sự chia sẻ giống như vậy. Tại vì sao? Tại vì khi bạn gặp nạn như vậy, người dân Mỹ họ không dám cho bạn ở, tại vì họ sợ bạn sẽ làm việc xấu đối với họ. Cho nên là ở nước Mỹ này, cái sự vô cảm của từng con người, tại vì bất cập xã hội, tệ nạn xã hội làm cho con người vô cảm. Còn đối với đồng bào Việt Nam, đối với đồng bào Việt Nam sống tại nước Mỹ thì không có cái, tôi cũng chưa từng thấy cái sự che chở giống như vậy. Đâu đó thì 1 triệu người thì chỉ tồn tại được khoảng chừng 10 người, 20 người họ làm được cái việc đó, còn lại cũng làm sự vô cảm mà thôi. Ở Việt Nam mình á, xảy ra những cái thiên tai lũ lụt, đồng bào mình luôn luôn hướng về nhau, cho nên mới thấy được cái sức mạnh tiềm tàng của người dân Việt mình và cái sức mạnh tiềm tàng của con người cộng sản như thế nào. Vậy thì tại sao cộng sản lại chiến thắng, hết chiến thắng này đến chiến thắng nọ? Thì tại vì họ là những con người sống có tình người, tại vì họ luôn luôn có cái trái tim nồng thắm, họ bao bọc tất cả nhân loại chứ không riêng gì về đồng bào Việt Nam. Họ bao bọc luôn cả những người ở hải ngoại, họ bao bọc luôn cả những kẻ đã từng giết hại đồng bào mình. Khi mà những kẻ đó qua tới đất nước mình lâm nạn, họ vẫn cứu chữa như một con người, chứ không phải khốn nạn giống như quý vị, những kẻ mà mang lòng thù hận 40 mấy năm trời. Kể cả những người ca sĩ, người ta đi qua bên nước ngoài, qua bên Mỹ để lưu diễn, họ chỉ là đem cái tiếng nói, tiếng hát của họ cho nhân loại mà thôi. Nhưng mà quý vị vẫn vẫn có những cái cuộc biểu tình tẩy chay họ. Cho đến hiện tại bây giờ ca sĩ Việt Nam không ai dám qua đây để mà hát nữa, để mà lưu diễn nữa. Trong khi họ hát tại đất nước Việt Nam, họ có tiền, có thu nhập rất là nhiều, nhưng mà họ muốn giao lưu với đồng bào trên khắp mọi miền của Tổ quốc, của thế giới. Nhưng mà quý vị vẫn làm cho một cái bức tường ngăn cản, ngăn cách đồng bào với nhau.
Rồi quý vị xuyên tạc, quý vị lại có những cái sự lên án rất là vô lý. Đồng ý là đồng bào miền Trung xảy ra những cái thiên tai đó, nhưng mà con người ta vẫn phải phát triển kinh tế. Chứ không lẽ thấy đồng bào miền Trung xảy ra thiên tai lũ lụt đó rồi tất cả miền khác đều phải ngưng hoạt động buôn bán lại hay sao? Họ cũng phải buôn bán để họ kiếm tiền, và họ dùng số tiền đó để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung mình. Nhưng mà quý vị là vẫn chụp mũ họ. Quý vị nói là xảy ra thiên tai như vậy, tại sao Đàm Vĩnh Hưng lại mua nhà mua cửa này nọ khác kia? Quý vị có những cái suy nghĩ rất là ấu trĩ. Quý vị sống tại một đất nước văn minh mà quý vị dạy cho những kẻ mà vong nô vô tổ quốc có những cái suy nghĩ rất là thấp hèn. Những nhân vật như nghệ sĩ, ca sĩ ở tại Việt Nam mình, họ vẫn luôn hướng về miền Trung. Họ dùng cái số tiền đi ca hát của họ để quyên góp lại và dùng nó để mà hướng tới một cái tốt đẹp, một cái nghĩa cử cao đẹp cho khúc ruột miền Trung mình. Quý vị làm được giống như vậy chưa? Tôi chưa từng thấy hội nhóm của quý vị xung phong đi vào để mà hỗ trợ dân. Quý vị chỉ ngồi một chỗ cào bàn phím và ăn tục nói phét, nói những điều gọi là không có tính người đối với đồng bào mình. Nhưng mà quý vị quên một điều là người thân của quý vị cũng đang sống tại Việt Nam. Nghiệp á, đừng tạo nghiệp, đừng có sân si. Biết đâu một ngày nào đó những cái điều đó nó lại đến với người thân của mình, và cái tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam cũng sẽ vẫn giúp đỡ người thân của quý vị. Lúc đó quý vị có cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn thì cái việc làm của quý vị đã bị lên án rồi. Quý vị nên học người cộng sản cách đấu tranh. Cách đấu tranh của người cộng sản là bao dung, nhân ái, nhân hậu, chứ không có phải là cách đấu tranh mà phi đạo đức giống như quý vị cả. Cách đấu tranh của quý vị là cách đấu tranh phi đạo đức, mà con người không có đạo đức thì không thể tồn tại được. Người ta nói một câu, dân gian mình nói một câu rất là hay: có đức thì mặc sức mà ăn, là như vậy đó. Cho nên á, những cái thành phần dân chủ cùi ở Việt Nam mình đang lái dư luận và nó làm những cái công việc len lỏi giống như nhân vật dưa leo. Bố cầm Nguyễn có xe cho Nhiên, Nhiên coi lại. Nhiên cũng đã biết cái nhân vật này rất là lâu rồi, nhưng mà Nhiên cảm thấy cái cậu thanh niên này á là một người tật nguyền thì mình bỏ qua. Mình bỏ qua đi. Mình bỏ qua rất là nhiều. Mình không lên án giống như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Mình không lên án cái cậu này giống như là bà Bùi Kim Thành. Mình không lên án cái cậu này giống như là Đoan Trang hay là con Huỳnh Thục Phi. Tại vì những người đó là những người lành lặn. Những người lành lặn. Cho nên á, đối với những người đó thì mình luôn khắc khe, và mình nó hả không thể để cho họ làm sàng bậy. Nhưng mình vẫn dùng một cái nhân văn đối với người Việt Nam mình, với những người mà sanh ra thiếu thốn giống như là dưa leo. Nhưng mà dưa leo á lại có rất là nhiều clip, và những fan của dưa leo, những người mà ủng hộ dưa leo á, thì các em đó có những câu nói lệch, suy nghĩ sai về xã hội Việt Nam mình rất là nhiều. Và nhân vật này là nhân vật đang đưa những cái tầng lớp trẻ đi sai con đường.
Cho nên rất là nguy hiểm cho giới trẻ hiện nay. Nguyễn Đức nói rất là đúng cái câu này thì rất là lâu rồi. À, câu này của ai thì nhưng quên rồi trong bài học đó, là lấy trí nhân thay cường đạo á, rồi lấy đại nghĩa thay hung tàn. Đúng rồi đó, Nguyễn Thị Yến Linh. Các anh chị trong cờ đỏ mình chắc cũng biết cái nhân vật dưa leo này rồi đúng không? Đã khuyết tật rồi mà còn á hả? Phản động nữa. Vậy thì đâu có xứng đáng đâu, đâu xứng đáng để mà chúng ta thương hại nó đâu. Đúng không các anh chị? Sống trong đất nước Việt Nam mình, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi á vẽ vang tên của bác, mà không học tập được một chút nào năm điều Bác Hồ dạy, không học tập được một chút nào về đạo đức con người. Về luật đặc khu, thằng Dư Leo ngày xưa nó cũng phân tích sai vào luật đặc khu, nó đưa dư luận nói là giống như là mình bán cho Trung Quốc, nó không hiểu, nó không hiểu bán và thuê như thế nào cả. Và cho đến ngày hôm nay về lũ lụt, nó cũng đưa dư luận để mà dư luận áp đảo chính quyền mình, áp đảo chính phủ mình, đè lên gánh nặng tất cả mọi gánh nặng lên trên chính phủ mình, lên trên nhà nước của mình. Nhân vật này thì không thể nào mà mình chấp nhận được. Các anh chị nhìn vào đó, một con người á có lòng tự tôn dân tộc, một con người sống trong một cái đất nước có cái tinh thần tương thân tương ái, thì sẽ không bao giờ, nếu như nó vỗ ngực xưng tên, nó là người nhìn thấy nó phát âm tiếng Anh cũng chuẩn, có nghĩa là nó cũng có tìm hiểu, cũng có học hỏi, cũng có học hỏi, nhưng mà bị nhiễm nhiều quá, bị tụi phản động nó nhồi sọ quá nhiều, cho nên là luôn luôn có sự bất mãn xã hội. Trong những bài thuyết trình, những cái clip mà cái cậu thanh niên này á, cậu dưa leo này nói á, toàn là sặc mùi phản động, đưa dư luận lái sai sự việc. Một kẻ khuyết tật, nhưng nói một câu phủ với một kẻ khuyết tật mà đi dạy chính phủ cách trị dân à. Một kẻ khuyết tật mà đi dạy chính phủ cách giữ nước à. Cầm nổi cây súng không mà đi dạy những cái các chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Đúng không? Mình không muốn nói phủ đâu, nhưng mà mình cảm thấy á, trước khi bạn làm gì, bạn phải nhìn lại thân phận của mình như thế nào. Bạn giúp được gì cho quê hương đất nước chưa? Nếu bạn là gánh nặng của xã hội, thì bạn nên biết ơn những người đã đem đến cho mình cái cuộc sống hiện tại. Chứ không phải là một con người vô cảm, rồi á lại nhận những cái nguồn tiền xấu và lại làm những việc xấu xa với quê hương đất nước như vậy.